Play Store ni ខ្ញុំ និយាយ ទៅ ពួក Android ទេ បើសិន ជា ចំពោះ iOS នឹង ថា អាច ប្រើ បាន ទេ ហើយ ប្រព័ន្ធ របស់ App Store របស់ ពួក ក្រុមហ៊ុន របស់ iPhone ប៉ុន្តែ ចំពោះ Android គឺ នេះ ខ្ញុំ បង្ហាញ កំពុង តែ បង្ហាញ ហ្នឹង ដូច្នេះ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ចូល ទៅ កាន់ Play Store មក អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ក៏ ចុច លើ វា មក អ្នក ទាំង អស់គ្នា ទៅមើលនៅខាងលើនឹងមកក៏ដាក់កន្លែង search for app យើងចុចកន្លែងនោះមកយើងដាក់ថា emo យើងចុចកន្លែង es sorry emo នេះ emo file folder tag យើងចុច sorry emo folder transfer យើងចុចនេះមក ហើយយើងចាប់តាមតម្លើងទៅតែដោយសារតែកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់តម្លើងរួចហើយអស់សន្ទុះទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំអត់តម្លើងរួចហើយតែពេលដែលយើងតម្លើងចប់គឺយើងចុចអាចចុចពាក្យ ហើយចំពោះយើងប្រើក្នុងឌេស្ក្តອບគឺយើងត្រូវការមានអ៊ីនធឺណិតដើម្បីងាយស្រួលហើយបើយើងយល់ល្អយើងអាចប្រើខ្សែ USB របស់យើងដើម្បីអាខ្សែចាំងសាកទូរស័ព្ទយើងនឹងដោតវាទៅយើងអាចបើឃើញទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំមិញគឺវាមានកន្លែងចូលថ្មហ្នឹងឃើញសញ្ញាវាចូលថ្មហ្នឹងគឺខ្ញុំជិះវាទៅនឹងកុំព្យូទ័រហ្នឹងតែម្ដងហើយតោះកុំអត់ខាត់ពេលយូរយើងទៅមើលដល់គ្នា យើងអាចវាយយើងអាចជ្រើសរើសវេបប្រូសាណាមួយក៏បានប្រូសាណាមួយក៏បានយើងអាចចូល Firefox យើងក៏បាន ចូល Chrome ក៏បាន ចូល Opera ក៏បាន ចូល និយាយទៅអា web នេះមានច្រើនណា វា browser នេះមានច្រើនហើយ យើង ចូល កន្លែង ឥឡូវ ខ្ញុំ ប្រើ Firefox ឥឡូវ ខ្ញុំ ដាក់ តែ ខ្ញុំ ចុច បិទ សិន ខ្ញុំ ប្រើ Firefox ចុច មក យើង search មក កន្លែង នេះ ដាក់ ថា emos អូខេ emos.com អូខេ ហើយ តាម មក យើង enter វា មក នេះ វា បាន បែប នេះ គឺ យើង វា ចាញ់ បែប នេះ អញ្ចឹង យើង ដើម្បី ភ្ជាប់ វា ទៅ នឹង ទូរស័ព្ទ គឺ យើង ចូល ទៅ ក្នុង កន្លែង នេះ កន្លែង មាន លេខ 1 លេខ 2 នេះ យើង ចូល កន្លែង លេខ 2 នេះ មក ចុចកន្លែងលេខ2មកហើយបន្តមកបើយើងស្កែនកូដណាហើយបន្តមកយើងមើលទូរស័ព្ទរបស់យើងយើងចុចកន្លែងស្កែនខនិចនៅលើកន្លែងហ្នឹងយើងចុចកន្លែងស្កែនខនិចហើយយើងយកអាទូរស័ព្ទរបស់យើងទៅស្កែនមកលើនឹងមកតែខ្ញុំអត់មានកាមេរ៉ាថតទេបន្តយកអាកន្លែងស្កែនទៅពេលយើងចុចទៅវាចាញ់ស្កែនឲ្យយើងហើយ ពេលនេះទៅកណិចទៅលោកឲ្យយើងហើយអូខេបន្តិចទៀតវានឹងបង្ហាញវានៅលើនឹងហើយចាំបន្តិចបើសិនវាយូរអ្នកនរអាចចុចស្កែនបន្តទៀតប្រហែលដែរណា
Alat khusus untuk scan motif. ສໍາພັດຄືໂທລະສັບຂອງເຈົ້າຖືຕະມີອິນເຕີເນັດໃນຄອມພິວເຕີຂອງເຈົ້າຖືມີອິນເຕີເນັດ 53% resolution 720 kun nang 1544 okay acha ni ban chang hai jeung aich thveu mhaich alai jeung choch kleng pe cha jeung ruoch hai jeung choch mok kleng reflector ni na choch mok kleng reflector ni mo vi nang chai jeung baep ni pe chai baep ni hai cha ka srach vi nang ba te jeung choch ta mo bật nhiều mỏ như chơi từ lưu từ xa bao nhiêu chơi lại hôm mỏ bây giờ đừng hay gì để trái những ai phơi bàn cái đấy xe bị từ xa bao nhiêu bán để trái trong ai bơ đây các bạn này đấy trong ai bơ với chân là lưng mà đặt trong trong thôi vì tôi muối để tôi nâng cao một điên vì à với muối cứ trong ai phơi việc là lưng bàn đấy còn đấy cả xe stream ấy cứ như một ai pro màu màu ban đề nữa, những ai ta tiền về ban đề, màu những ai tiền về chẳng bán. Còn tay nhưng mà ai chia về tôi thay dùng màu tôi chơi lừa TikTok đi, chơi từ lừa Zoom, chơi từ lừa ai mua tôi chơi từ lừa Facebook ai đó nữa, cứ những ai chơi ban đề nữa. Cứ dừng anh chơi nhớ tới cứ dừng ra đây là lưu tu sắp bao giờ chừng ra thạch là lưu tu sắp bao giờ còn tay cả dừng xe từ screen từ nó xe đấy ở thao tác trong trong chơi YouTube ok chúng chơi YouTube nhiều món ok về bậc hai như vậy dừng đế dừng hai đế và dừng đạp đế nè về đấy cái đề dương này nên cứ về nghe sùa lắm để ở miền bắc thế ok là nên cứ bảo thay dương trong ở về screen về ở bật logo bảo phần này nó nên cứ dương ở miền miền tây tiền reflector nên cứ dương chơi lại đi chơi lại full screen đó này cứ dương ăn chia với bạn nhé tôi dùng ai pro việt ban là nâng cứ những ai siết cái mà và là dùng trong riêng vì phải muối dùng chụp thọt lên đi mỏ thì trong thôi bị tô tiện tô từ nâng tù sập tiện tô nâng cao lùi bị giúp thúc tù không tù sập đây tiện tô từ nâng cao mình cần bị tô nâng lên tù sập đây hay tiện tô nâng cao lùi bị cầm thì xem hay tiện tô từ nâng cao thì nia nia để dùng này dân trong tập lớn cứ việc việc thêm người sưu lên đấy những anh vừa điền nghĩa bán này những anh thui tổ bàn này thế đấy chứ ok bà thân trên này tôi học pin chất vì tổ ní này tôi học nghe bà thân trong người việt stream ấy chơi lady mode đấy nâng á nhà nick những anh chia viên được lơ bắt chìm biên này dân miền được không tụ tập đây với dân thế hồ mà dân mình mong hay video này miền là lưu tu sắp đây vào dương đấy hoặc nói những ai chia về bàn này khé hay lấy messenger được thế đấy này đấy và số tôi message ok là sao anh miền message hay lấy chụp riêng được thế đấy đấy chứ khi mình bận ngay, học quân trang bản thân để học thêm pinch chat video đọc bậc nhóm để học thêm click chuột chơi subscribe hay đã rung quân đăng là bây giờ tụi bạn video thay thay pinch này bậc nhóm, số bậc quân trang số nhiều điểm chụp hình để mình coi tiền.